Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhất Long Aro Cơ Sở 2. Và đây là một trong những kênh chuyên test và giới thiệu những sản phẩm mới nhất của bên em. Và cũng như tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em đã lên sóng và thanh lý cho quý vị và các bạn 4 đôi loa. 4 đôi loa này đều là hàng đẹp xuất sắc các bác nhé. Và sau đây em sẽ quay cũng như là cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của 4 đôi loa này để cho quý vị và các bạn cùng đón xem. Cũng như là trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đây là một đôi loa của hãng JBL, có model là E80. Và đôi loa này sử dụng với là ba đường tiếng các bác nhá. Có hai bát 20 ạ, sử dụng hai bát 20 trên một thùng loa và bên một chung một chép các bác nhá. Đôi loa là cực kỳ là đẹp ạ và thiết kế với lỗ thông hơi đằng trước các bác nhá. Tiếp đến là một đôi loa của hãng Infinity, có model là P363. Đôi loa này cũng sử dụng với là hai bát 20 trên một thùng loa và một chung một chép ạ. Thiết kế cũng là một lỗ thông hơi đằng trước các bác nhá. Và tiếp đến là một đôi loa của hãng Peeler, có model là CS610. Đôi loa là tất cả zin nguyên bản các bác nhá. Và cuối cùng là đôi loa của hãng Peeler, có model là CS810. Và đôi loa này là cũng là của bác khách lên đời nhờ cửa hàng bên em là thanh lý hộ. Và cũng như là đôi loa này đã được thay thế là rốn rồi các bác nhá. Đã được thay rốn, đã được thay thế rồi ạ. Còn đâu là tất cả là còn zin các bác nhá. Màng là màng FB nhưng mà do bác khách là bác cũng có sơn một lớp dưỡng loa lên là không không nhìn thấy cái chữ FB các bác nhá. Còn tất cả là còn zin ạ. Và ba đôi loa là một đôi là của JBL, một đôi là Infinity, một đôi Peeler CS610 này, là ba đôi này là đều là hàng bãi zin tuyển chọn các bác nhá. Còn duy nhất chỉ có một đôi là đôi loa Peeler CS810 này là duy nhất một đôi này là của bác khách lên đời là nhờ cửa hàng bên em thanh lý hộ ạ. Tất cả 4 đôi là đều đẹp các bác nhá, đều đẹp xuất sắc luôn ạ. Và tiếp đến phần báo giá thì đôi loa là của hãng JBL, có model là E80. Và đôi này cửa hàng bên em đang thanh lý cho các bác với giá là 9 triệu đồng các bác nhá. 9 triệu đồng ạ. Hàng bãi zin tuyển chọn các bác nhá. Và tiếp đến với đôi là Infinity, có model là P363. Và cửa hàng bên em đang thanh lý cho các bác với cái giá là 8 triệu các bác nhá. Chơi đa loại nhạc các bác nhá. Đặc biệt hai đôi loa này, hai đôi loa cây này các bác này có thể chơi ba đa loại nhạc luôn ạ. Các bác có thể hát karaoke thoải mái các bác nhá. Và tiếp đến với lại là đôi loa Peeler có model là CS610 này. Cửa hàng bên em đôi này là cửa hàng bên em đang thanh lý cho các bác với cái giá là 6 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. 6 triệu 500 nghìn đồng ạ. Và tiếp đến với lại đôi loa Peeler có model là CS810, cửa hàng bên em đang thanh lý cho các bác với cái giá là 5 triệu đồng các bác nhá. Đôi loa cực kỳ là đẹp luôn ạ. Ba đôi là hàng bãi tuyển chọn các bác nhá. Ba đôi này là hàng bãi tuyển chọn các bác nhá. Duy nhất là chỉ có một đôi là được thay thế rốn là đôi loa Peeler có model là CS810 là của bác khách lên đời thôi ạ. Còn ba đôi còn lại là đều hàng tuyển chọn các bác nhá. Và cũng như là các bác có yêu quý kênh cho em xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất của bên em ạ. Và clip ngày nay em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.